Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người hình ảnh bộ chi tiết cụ thể bộ sản phẩm. Đây chính là bộ lốc điều hòa của Forerunner 2.2 2014 đến 2017. Nó sử dụng chung với Mazda BT50. Bộ đầu này bao gồm một mặt hít, một bu ly kèm bi, một bôn điện và hai cái long đen để chúng ta gài vào khi anh em lắp. Bộ sản phẩm này thì bu ly của nó là dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rãnh, tức là 7 bản 7BK. Cái dòng bu ly này là được nhập khẩu từ hãng Trương Sư chuyên sản xuất về linh phụ kiện, bộ đầu, bu ly, mặt hít, bôn điện của lốc điều hòa. Với cái sản phẩm được nhập khẩu từ hãng nổi tiếng và chuyên nghiệp như thế thì anh em hoàn toàn có thể tin tưởng với cái chất lượng của sản phẩm. Với cái chất lượng của sản phẩm của vòng bi thì đã được nhà sản xuất đã kiểm tra rất là kỹ càng để anh em có thể nhìn nhé. Đây, nó rất là trơn luôn, nó không bị gợn. Đây, đây là cái vòng bi. Cái vòng bi của nó thì nó có thông số 305222, tức là tương đương với vòng bi của lốc Denso 1517 đấy ạ. Nhưng mà cái bôn điện này của nó thì anh em nhìn này, nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút rồi. Chứ nó không vừa với cả bôn 1517 đâu ạ. Và cái rắc điện của nó ra thì nó cũng là một kiểu này, chứ nó không ra như kiểu của lốc Denso hay Hyundai. Đây, đây là cái mặt hít. Khi anh em đóng vào lốc thì chúng ta cài phanh vào. Cái nhiệm vụ chính của cái bộ đầu lốc này là nó truyền tải dây cu loa giúp cho lốc điều hòa hoạt động, để gọi là dẫn truyền dây cu loa đi qua các đường rãnh này để cho lốc hoạt động trơn tru và tốt. Khi mà cái bộ đầu nó có vấn đề, cái thứ nhất là lốc nó sẽ gừ, thứ hai là lốc nó sẽ lặng, thứ ba là có thể có những con mà hoạt động quá công suất hoặc là vì một lý do nào đó nó dẫn đến áp nó cao thì có thể dẫn đến là nó hít và nó cháy cả cột điện luôn, nó bó sát, nó làm cho ma sát, nó sát coi như là tan cái mặt hít này luôn đấy. Đây, cái mặt hít này thì khi anh em bật điện, bật AC thì mặt hít hít vào đây và để cho cái bu ly này nó hoạt động theo đúng cái quy định của nhà sản xuất. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người hình ảnh chi tiết cụ thể của cái bộ đầu lốc điều hòa của Forerunner 2014 và Mazda BT50. Anh em có nhu cầu quan tâm hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.